cận cảnh nhan sắc chân phương của dàn sao Việt hơn 10 năm trước. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng gần đây chia sẻ hình ảnh quá khứ của các người mẫu, diễn viên Việt, gợi nhớ một phần tuổi thơ của khán giả thông qua MV, bộ phim nổi tiếng. Trong đó, Tuyết Nhiệt Đới là bộ phim do đạo diễn thực hiện. Phim có sự tham gia của Anh Thư, Lương Mạnh Hải, Thanh Hằng. 13 năm sau khi bộ phim lên sóng, dàn diễn viên không chỉ thay đổi ngoại hình, phong cách mà còn đạt được dấu ấn riêng trong lĩnh vực họ hoạt động. Trước đó, Vũ Ngọc Đãng chia sẻ những hình ảnh hậu trường của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Có thể nói Bỗng Dưng Muốn Khóc là dự án nổi tiếng nhất của đạo diễn, đồng thời đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải trở thành ngôi sao. Những hình ảnh xinh đẹp trong tà áo dài của Trúc đến nay vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Khi những hình ảnh ngày ấy được đạo diễn chia sẻ, khán giả không khỏi bồi hồi nhớ về thời gian Bỗng Dưng Muốn Khóc gây sốt màn ảnh nhỏ. Hình ảnh của diễn viên Hoài Trang, Kim Hiền trong phim ngắn Con Gà Trống của đạo diễn Quang Dũng. Mái tóc dài, nét đẹp mộc mạc, dịu dàng của hai diễn viên là hình ảnh lạ lẫm với nhiều khán giả. Hiện tại, Kim Hiền định cư tại Mỹ. Cô tập trung chăm sóc gia đình, phụ giúp chồng kinh doanh. Vì nhớ nghề, thỉnh thoảng nữ diễn viên sinh năm 1982 có góp mặt trong một số sự kiện và đi diễn kịch khi có thời gian rảnh. Có cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt, đạo diễn Bỗng Dưng Muốn Khóc lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong quá trình làm việc chung. Đặc biệt, những tấm hình của Thanh Thúy, Thanh Hằng khi chưa nổi tiếng gây chú ý. Qua góc máy của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và chân dung Thanh Thúy mộc mạc ở tuổi 21. Trước đó, ông từng khen ngợi bà xã Đức Thịnh là diễn viên để mặt mộc đẹp nhất Việt Nam. Loạt hình được thực hiện năm 2003 trong quá trình quay MV đầu tiên của ca sĩ Hằng Thái Tú. Theo đạo diễn, Thanh Thúy đảm nhận vai chính. Thanh Hằng chơi cùng Hằng Thái Tú nên có mặt ủng hộ nam ca sĩ. Đăng Trang hiện có cuộc sống khá im ắng. Hình ảnh chụp năm 2002 do Vũ Ngọc Đãng chia sẻ khiến công chúng nhớ về một thời hoàng kim của nữ ca sĩ. Ngày ấy, Đoàn Trang 24 tuổi, diện mạo cá tính, trẻ trung. Đó cũng là thời gian cô thành công trong sự nghiệp. Có nhiều ca khúc hit như Forget Me Not, Khi Ta 20. Thành công năm ấy giúp cô được bình chọn là ca sĩ trẻ triển vọng của làn sóng xanh. Đoàn Trang của hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã người Thụy Điển và con gái. Kỷ niệm mà Vũ Ngọc Đãng lưu giữ về nữ diễn viên Mỹ Uyên là hình ảnh cô trẻ trung, năng động trong màu áo chấm bi đỏ. Hiện giờ khi Mỹ Uyên luôn xuất hiện đầm thắm sang trọng, những hình ảnh quá khứ của cô khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.